rẽ trái vào đường Nguyễn Thi Tuần nha. Buổi tối á, cái đoạn đường mà Nguyễn Thi Tuần này nè, nó chạy dọc dọc dài dài á, người ta bán đồ ăn nhiều lắm luôn, bán đồ ăn một đống luôn, nhiều lắm. Nó dọc dọc tới đây nè, người ta bán quá trời đồ ăn. Nguyễn Thị Tần, gọi là đường Nguyễn Thị Tần. Đó giờ này người ta vẫn bán đồ ăn nè, dọc theo hai bên á, cái khu này giống như là khu phố ẩm thực luôn á. Dọc hai bên giờ này người ta vẫn bán đồ ăn rồi nha. Bây giờ là đâu đó khoảng 3 giờ, đúng 3 giờ rồi. Giờ thì đang âm u nha, mây đen đang kéo rất là nhiều luôn. Đang có vấn đề là mưa, chỉ còn là thời gian thôi. Giờ nắng lên hết nổi rồi, giờ chỉ có là đợi trời mưa thôi rồi, chứ không có còn nắng nữa. Đó, chiều đi rồi mọi người chạy vào đây sẽ thấy cái cảnh kẹt xe là như thế nào. Đây mưa lầm rầm rồi đó, mưa lầm rầm rồi đó. Bây giờ muốn vòng lại không vòng được nha, không vòng được, tại vì đường chật mà xe đông lắm, không có vòng được, nên nó bắt buộc là mình phải chạy qua bên kia luôn. Nhưng mà ở phía đầu bên kia mình thấy là có cây cầu đó, mà không biết là đường gì nha, không biết là cây cầu gì ở phía bên đó đó, để chạy thử coi. Âu Dương Lân à, đại đường tắt ở đây là Âu Dương Lân. Qua cái cầu rồi mình sẽ vòng ngược lại. Cầu vạch cây xăng gì xăng sáng, cầu là xăng sáng chứ không phải cây xăng. Ở dưới quá trời quầy dừa nướng luôn. Wow, có nguyên một cái chung cư bự dưới này nè. Đảo rồi. Đường Tạ Quang Bửu, ở đây là đường Tạ Quang Bửu nha. Nhưng mà chắc là mình sẽ vòng ngược lại thôi, tại vì chạy nữa thì cũng không có gì đâu. Mình sẽ vòng ngược lại. Ở trong này nè, có một cái đèn đường nhỏ, cơm trưa bình dân cũng có trong đốc 30 ngàn, bán quá trời đồ ăn luôn á, nhưng mà sao thấy bán vắng quá. Ở đây là ở phía bên trong này là một cái hẻm nha, cái hẻm này là ở phía đằng sau cái khu chung cư á, ở phía đằng trước có chung cư đó, à, cái hẻm này đã chạy vào trong cái khu chung cư đó thì phải, không biết phải không, mình thấy có một cái chốt gác bảo vệ lối vào, lối vào cái khu chung cư đó nè, không biết ở đây gọi là cái khu chung cư gì, nhưng mà gió nhiều quá rồi, trời sắp mưa rồi, thôi chắc là mình chạy lòng vòng như vậy thôi là được rồi, đã giữ xe ở lối ra gì tùm lum, nè, cái lối này là cái lối làm như ở trong đây siêu thị, à, làm như siêu thị mới mở thì phải, cái siêu thị gì á, Tiên Mon phải. Mình ở đây á, không biết phải không, nhưng mà mình thấy không có lối ra nên là mình sẽ vào ngược lại. Gió hiện tại bây giờ là gió rất nhiều rồi đó, hiện tại là gió khá nhiều á, cái xong á mình sẽ vòng ra ngoài đường thôi. Nó đúng hơn là hơi đi về đi, trời chỉ mưa hết trời, một lát nữa trời mưa một cái là chắc là bơ luôn, bơ chắc chắn luôn.
Tại vì ở bên mấy cái khu quận 8 như vậy nè, mỗi lần trời mưa, mưa lớn lắm mà nó có khả năng là nó bị ngập nha. Ở phía đằng trước đây nè, bò cầm tấm đệm. Thấy bán quá trời đồ ăn. Bán quá trời đồ ăn. Nhiều thiệt luôn á. Đó lại là cây cầu lúc nãy nữa. Cầu rạch sông sáng. Tên khó đọc nhờ, đọc nó 10 triệu lửa sao á, cầu rạch sông sáng. Sao đặt cầu rạch sáng đi còn sông sáng nữa. Thì nó bắt qua con tơ là biết con sông rồi. Đừng để xe trước cửa hàng. Ai thèm bánh mì hai mẹ con mà thấy người ba bán à, không thấy hai mẹ con đâu.